Giật 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 mốt rồi ông mua cái máy nhử cá nữa. Còn máy bao cá luôn á. Máy giò hả? Để thấy vô đó là ăn cá lại là biết đó. Cá bự, cá bự. Ủa cá đâu rồi? Treo đâu rồi? Bỏ cớp luôn hả? Kiếm mà thì để kiểu này ngồi là hết ngồi luôn. Giật giật đó cái thầy không à, má cá điều hầm luôn. Nó kêu không kêu cái nào là giật chính là cái đấy không. Ở gì điều hầm phải không? Phi không giật ô có nhớt rồi đá qua đây cái nhớt liền á. Gấp dép đâu rồi. Dính này, dính này. Nó dính ngàn cá lạc rồi đó. Không, nhỏ con nào. Nó một ngày cũng dài 7 mày đó. Đi sớm hả? Một người đã bỏ cuộc chơi. Ra bao lâu chưa? 2 giờ, 3 giờ. Giờ mấy 4 rưỡi mà. Ông đi không đi, ông lại quay lại. Đâu mà. Máy không có luôn mấy con hả? Con lấy mọi con câu đó, 9 cá bự hợp tiện chứ hay. Đó. Trời ơi, đủ. Ôi. Cái nó vô liền. Giật diêm phao nó. Cái gì gái kìa đấy. Lại dính liền thấy không? Để xuống thấy nhiều quá tóc đại hơn. Vô liền vừa gãi vô liền. Cái cần ngọn nhỏ này giật lên thấy chì xuống đã. lật đó, mà dính này nó lật cái kia này. Đó. Còn luôn đó. Cá này nhỏ này nó béo luôn rồi. Tài sát. Đấy là mồi. Không có ăn.